tin Canada và thế giới. Nhanh chóng, trung thực, chính xác. Culture -cha Channel, kênh tin tức uy tín hàng đầu của người Việt tại Canada. Tuần Liêm xin kính chào quý vị. Hôm nay ngày 7 tháng 6 năm 2022, chúng tôi xin lượt qua một số các bản tin chính sau đây. Thủ tướng Justin Trudeau nói rằng hành động của Trung Quốc đối với máy bay của Canada là khiêu khích và vô trách nhiệm. Chuyên gia nói rằng đã tới lúc phải tiêm 3 mũi phát sinh mới được coi là tiêm chủng đầy đủ. Cảnh sát York cảnh báo rằng họ có thể bắn nếu mà có nguy cơ đe dọa súng ở các trường dù là bằng súng giả. Người đàn ông tại Vancouver bị buộc tội đâm chết em trai. Một phụ nữ 86 tuổi bị ba con chó tấn công đã tử vong ở Tây Bắc Calgary. Tỉnh PC đã có 3 trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. Lệnh cấm tiếp cận và lệnh khóa cửa được dỡ bỏ tại các trường học ở Toronto sau mối đe dọa người thuê nhà đã phải nhập viện sau một vụ sập chân nhà tại một căn nhà ở cộng đồng. Chính người thiệt mạng trong ba vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ vào hai ngày cuối tuần qua. Việt Nam bắt giữ một công dân Đài Loan trong bối cảnh vi phạm an ninh ngân hàng và nhiều bản tin khác trong phần tin chi tiết. Cảm ơn quý vị đã trở lại với bản tin sáng trên kênh Culture Channel và để ủng hộ cho chương trình xin quý vị nhớ bấm like, comment và share mọi khi xem chương trình này. Ngay sau đây mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Thủ tướng Trudeau nói hành động của Trung Quốc đối với máy bay Canada là khiêu khích và vô trách nhiệm. Thủ tướng Justin Trudeau đã gọi hành động của các phi công Trung Quốc đối với máy bay Canada đang tham gia sứ mệnh của liên hợp quốc là vô trách nhiệm và khiêu khích, phát biểu tại một cuộc họp báo hôm thứ hai. Ông Trudeau lên án hành động của Trung Quốc đối với các máy bay của Canada đang tham gia sứ mệnh đa phương của Liên hợp quốc trên Thái Bình Dương nhằm thực thi các lệnh trừng phạt chống lại Triều Tiên. Ông nói, các hành động của Trung Quốc là vô trách nhiệm và mang tính khiêu khích và chúng tôi sẽ tiếp tục khẳng định mạnh mẽ rằng họ đang khiến mọi người gặp rủi ro, đồng thời không tôn trọng các quyết định của Liên hợp quốc. Chuyên gia nói, đã tới lúc mà ba mũi vaccine mới được coi là tiêm chủng đầy đủ. Khi có thêm bằng chứng về hiệu quả của liều thứ ba của vaccine COVID-19, các chuyên gia cho biết đã đến lúc các cơ quan y tế công cộng sửa đổi định nghĩa của khái niệm tiêm chủng đầy đủ để bao gồm thêm một liều tiêm nhắc lại. Colin Furness, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm cho biết, dù hầu hết các loại vaccine SARS-CoV-2 ở Canada ban đầu được phát triển và thử nghiệm để bao gồm hai liều, một liệu trình chính nên bao gồm ba liều. Khi chúng tôi xem xét sự suy giảm khả năng miễn dịch sau liều thứ hai, thì chúng ta nên gọi chúng là một loại vaccine ba liều. 3 liều vaccine mRNA cũng có tỷ lệ hiệu quả là 95% trong việc giảm tỷ lệ nhập viện liên quan đến COVID-19. Nghiên cứu kết luận rằng, 3 liều vaccine COVID-19 là cần thiết để bảo vệ chống lại sự lây nhiễm từ biến thể Omicron của virus. Mặc dù vậy, định nghĩa được tiêm chủng đầy đủ của Cơ quan Y tế Công cộng Canada, PHAC, vẫn tiếp tục đề cập đến những người đã nhận được một liều vaccine gồm 2 mũi. Điều quan trọng cần lưu ý là khi đại dịch COVID-19 tiến triển, virus SARS-CoV-2 đã phát triển khác xa với những loại vaccine ban đầu được tạo ra để chống lại chúng. Sự tiến hóa của virus đã dẫn đến việc giảm hiệu quả của các vaccine hiện tại, đặc biệt là bảo vệ chống lại sự lây nhiễm từ Omicron, biến thể mới nhất. Mặc dù vậy, ba liều vaccine vẫn tiếp tục mang lại sự bảo vệ vững chắc. Chính vì thế, chuyên gia cho biết họ hy vọng sẽ thấy sự thay đổi trong định nghĩa về tiêm chủng đầy đủ. Cảnh sát vùng York cảnh báo họ có thể bắn nếu có nguy cơ đe dọa súng ở các trường dù bằng súng giả. Người dân nên lưu ý rằng, cảnh sát sẽ luôn coi rằng một khẩu súng là thật khi các sĩ quan phản ứng với bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến súng hoặc các mối đe dọa đối với trường học khi cảnh sát xử lý bất kỳ cuộc gọi nào liên quan đến vũ khí vũ khí sẽ được coi là thật cho đến khi có một cuộc điều tra chính thức cảnh sát cho biết trong một tuyên bố cảnh báo được đưa ra sau một loạt các mối đe dọa đối với các trường học bao gồm súng giả Cảnh sát York cùng với cảnh sát Toronto, Durham và Hamilton đã đối phó với một số mối đe dọa từ trường học, nơi một khẩu súng giả chẳng hạn như súng bắn đạn bi được tìm thấy sau cuộc điều tra. Cảnh sát cho biết, họ đang khuyến khích cha mẹ trò chuyện với con cái về việc đưa ra những lời đe dọa. Những vụ việc này không phải là một trò đùa, cảnh sát York cho biết trong một tuyên bố. Chúng dẫn đến mức độ sợ hãi cao trong cộng đồng của chúng ta, lãng phí nguồn lực lớn của cảnh sát và có thể dẫn đến việc buộc tội rất nghiêm trọng đối với một nghi phạm, bất kể họ ở độ tuổi nào. Cảnh sát giót nhắc nhở công chúng những điều sau. Các sĩ quan đã từng bắn người trong những trường hợp mà súng của nghi phạm sau đó được xác định là một bản giả và sĩ quan đã được chứng minh là có lý do chính đáng cho hành động của mình thường không có cách nào để biết vũ khí có thật hay không trước khi điều tra. Súng sao chép, súng hơi, súng bắn reo hoặc súng đồ chơi được sử dụng để thực hiện một hành vi phạm tội sẽ được coi là vũ khí hợp pháp và những người chịu trách nhiệm sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng. Nếu bạn làm hư hỏng tài sản hoặc gây thương tích cho người khác hoặc động vật bằng cách bắn súng hơi, bạn có thể bị buộc tội hình sự ngoài trách nhiệm nhân sự. Cư dân phải nghiêm túc xem xét các rủi ro và trách nhiệm liên quan đến việc sở hữu bất kỳ vật dụng nào có thể được coi là súng. Vì sự an toàn của cộng đồng, cảnh sát không khuyến khích việc mua và sử dụng mặt hàng này trong khu vực. Một người đàn ông tại Vancouver bị buộc tội là đâm chết em trai. Một người đàn ông 27 tuổi đã bị buộc tội giết em trai của mình vào ngày Chủ nhật ở East Vancouver. Alexander Trimble đã bị cáo buộc đâm và giết Zachary Trimble, 23 tuổi, tại một ngôi nhà gần với ngã tư của đường Bruce và 49 Avenue East. Alexander đã bị bắt vào ngày Chủ nhật và vẫn bị giam giữ. Cơ quan công tố PC đã phê chuẩn một tội danh giết người cấp độ 2 đối với Alexander. Cảnh sát đã đến nơi khi nhận được các cú gọi về một cuộc tấn công vào khoảng 3 giờ sáng theo giờ địa phương và phát hiện Zachary Trimble đã bị thương nặng ở phía bên ngoài của ngôi nhà cuộc điều tra đang được tiến hành và cái chết này đánh dấu một vụ giết người thứ sáu trong năm tại Vancouver. OPP sẽ kiểm tra lý lịch trực tuyến từ tuần tới. Cảnh sát của tỉnh Ontario, gọi tắt là OPP, sẽ tiến hành kiểm tra hồ sơ trực tuyến bắt đầu từ tuần tới. Trong một thông báo phát hành hôm thứ Tư, OPP cho biết kể từ ngày 13 tháng 6, thì những người sống trong cộng đồng do OPP kiểm soát sẽ có thể gửi yêu cầu kiểm tra hồ sơ trên trang web của lực lượng cảnh sát. Điều này sẽ áp dụng cho việc kiểm tra lý lịch tư pháp, các vấn đề tư pháp, kiểm tra lĩnh vực dễ bị tổn thương và kiểm tra quyền giám hộ không phải là cha mẹ của OPP. Công đoạn thanh toán cũng bao gồm trên đơn trực tuyến, sau đó tài liệu sẽ được cung cấp thông qua một liên kết an toàn. Tính trung bình, OPP hoàn thành 140.000 lần kiểm tra hồ sơ mỗi năm. Một phụ nữ 86 tuổi bị ba con chó tấn công tử vong ở Tây Bắc Calgary. Một phụ nữ 86 tuổi đã chết sau khi bị ba con chó tấn công trong cộng đồng Calgary ở capital Hill vào ngày Chủ nhật. Sở cảnh sát Calgary cho biết người phụ nữ đã được tìm thấy trong khu 1.500 của 21 Avenue NW vào khoảng 2 giờ chiều. Những người hàng xóm đã cố gắng can thiệp vào cuộc tấn công, bao gồm cả chủ nhân của những con chó, người đã đưa những con vật ra khỏi hiện trường trước khi có người đến cứu giúp, cảnh sát cho biết. Ngoài ra, nhà chức trách còn cho biết một con chó thuộc giống Lai Pitbull Terrier Bắc Mỹ và một con chó khác cũng thuộc giống Lai Staffordshire Bắc Mỹ và con thứ ba là một con chó Pitbull Mỹ. Cảnh sát cho biết người phụ nữ đang làm vườn trong một con hẻm sau nhà thì những con chó đã trốn khỏi một ngôi nhà lân cận và tấn công bà. Người phụ nữ được nhân viên y tế đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng và sau đó bà đã tử vong do vết thương quá nặng. Các nhân viên tại cộng đồng Calgary đã tạm giữ ba con chó liên quan tới vụ tấn công và cho biết thêm những con vật này sẽ tiếp tục bị giam giữ trong suốt cuộc điều tra. Khả năng cao là chúng sẽ bị giết vì không ai muốn nuôi những chú chó đã từng giết người. British Columbia có trường hợp đậu mùa khỉ đầu tiên. Trường hợp đầu tiên được xác nhận mắc bệnh đậu mùa khỉ đã được xác định ở British Columbia và đó là một người dân Vancouver nhà dịch tễ học Mayank single của trung tâm kiểm soát dịch bệnh bc viết tắt là bccdc nói rằng người này đã đi du lịch gần đây và là liên hệ của một người khác mắc bệnh đậu mùa khỉ cơ quan từ chối bình luận về nơi người này đã đi du lịch hoặc cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào khác về họ vì lo ngại về quyền riêng tư Lệnh cấm tiếp cận và lệnh khóa cửa đã được dỡ bỏ tại các trường học ở Toronto sau mối đe dọa. Hội đồng học khu Toronto TDSB cho biết một số trường học đã được đặt trong tình trạng khóa cửa hoặc cấm tiếp cận trong một khoảng thời gian vào thứ hai trong khi cảnh sát điều tra một mối đe dọa. TDSB cho biết tất cả học sinh đều an toàn khoảng 40 phút sau cảnh báo ban đầu ngay sau buổi trưa hội đồng quản trị cho biết tất cả các biện pháp phòng ngừa đã được dỡ bỏ. Cuộc điều tra của cảnh sát Toronto vẫn tiếp tục, hội đồng cho biết, không có chi tiết nào khác được chia sẻ. Hội đồng cho biết, Sir Wilfrid Laurier College Institute đã bị khóa cửa, trong khi Jack Minor Senior Public School đã được đặt trong tình trạng cấm tiếp cận vì mối đe dọa riêng biệt, nhưng chưa tìm thấy mối liên hệ nào giữa hai trường này. Hội đồng cho biết các trường Gilwood Junior Public School, Maplewood High School, Eastville Public School, Elizabeth Simcoe Junior Public School và Popular Road Junior Public School cũng được đưa ra lệnh cấm tiếp cận. Đã có nhiều vụ khóa cửa ở các trường học ở miền nam Ontario trong những tuần gần đây, bao gồm cả ở Toronto và ở Hamilton nhân viên cứu hỏa ở odawa sẽ tới tận nhà để kiểm tra khói và chuông báo động khí carbon monoxide các nhân viên cứu hỏa odawa có thể sẽ đến thăm nhà bạn trong tuần này nhưng bạn có thể từ chối họ nếu bạn muốn họ sẽ ở đó để kiểm tra xem thiết bị báo động khói và thiết bị báo động khí carbon monoxide của bạn có hoạt động tốt hay không. Bộ luật phòng cháy của Ontario yêu cầu các ngôi nhà phải có hệ thống báo động khói hoạt động ở mỗi tầng và bên ngoài mỗi khu vực ngủ nghỉ. Bên ngoài khu vực ngủ nghỉ cũng cần có thiết bị báo động carbon monoxide nếu ngôi nhà có gara riêng, bếp củi hoặc thiết bị đốt bằng nhiên liệu các chuyến thăm sẽ diễn ra từ 6 đến 8 giờ tối vào các ngày trong tuần và từ 2 đến 4 giờ chiều vào cuối tuần. Lực lượng cứu hỏa sẽ mặc đồng phục và cư dân không bắt buộc phải cho họ vào nhà, cơ quan cứu hỏa cho biết. Lực lượng cứu hỏa đã thường xuyên thực hiện những chuyến thăm này trước đại dịch COVID-19. Người thuê nhà đã phải nhập viện sau một vụ sập trần nhà tại một căn nhà ở cộng đồng. Thị trưởng thành phố Toronto ông John Tory hứa sẽ giải quyết những lo ngại về an toàn tại một khu phức hợp nhà ở cộng đồng ở khu vực phía tây của thành phố sau khi tấm trần bê tông ở trong phòng ngủ bị sập khiến cho một phụ nữ thuê nhà bị thương nặng. Vụ việc xảy ra vào ngày 27 tháng 5 tại Swansea News, một khu phát triển nhà ở cộng đồng gồm 154 phòng ở Toronto, ngay ở phía tây của High Park gần với đại lộ Windermere và The Queensway cơ quan cung cấp nhà ở xã hội trong một bản cập nhật ngày 27 tháng 5 được đăng trên trang web cho biết họ cung cấp chỗ tạm thời cho những người thuê nhà khác nếu mà họ cảm thấy không an toàn trong căn hộ của mình. Cảnh sát đã bắt giữ một mục sư ở GTA trong một cuộc điều tra tấn công tình dục. Cảnh sát Hamilton cho biết một mục sư làm việc trong GTA 25 năm đã bị bắt và buộc tội tấn công tình dục. Hôm thứ Ba, cảnh sát cho biết một sư 57 tuổi, Brashy Kavy, người Hamilton đã bị bắt và bị buộc tội tấn công tình dục. Ông là một sư giảng dạy chính tại nhà thờ The Meeting House ở Oakville từ năm 1996 cho đến năm 2021. Cảnh sát tin rằng sẽ có thêm nhiều nạn nhân hơn trong khi nhà thờ nằm tại Oakville và có các chi nhánh ở xa trên khắp vùng GTA. Hôm nay sẽ ra hầu tòa vào ngày 27 tháng 6. Một trang trại tại Ontario đã bị kết tội vi phạm quy định an toàn nơi làm việc vì cái chết của một công nhân nhập cư trong đợt dịch. Một trang trại tại Ontario, nơi mà một đợt bùng phát COVID-19 đã cướp đi sinh mạng của một công nhân nhập cư đã bị kết tội vì vi phạm luật an toàn tại nơi làm việc. Scotland Clovers đã nhận tội không thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa hợp lý để bảo vệ một nhân viên và sẽ bị phạt 125.000 đô la. Trong một tuyên bố chung do Bộ Lao động và Scotland trình bày, cho biết trang trại đã thất bại trong việc cách ly những người lao động nhập cư có triệu chứng COVID khỏi những người lao động khác. Đây mới chỉ là vi phạm thứ hai liên quan tới COVID theo một luật an toàn tại nơi làm việc kể từ khi đại dịch bắt đầu. Vào tháng trước, một công ty xây dựng gần với Ottawa cũng bị truy tố theo luật an toàn và sức khỏe của tỉnh vì đã không thực hiện các biện pháp phòng ngừa hợp lý để ngăn chặn sự lây truyền COVID. Scotland là một cơ sở sản xuất trị giá hàng triệu đô la trồng măng tây, bắp ngọt, nhân sâm và các sản phẩm khác ở Norfolk County và chủ sở hữu là Scott Beadle. Ban đầu đã bị buộc tội với 20 tội danh vào năm ngoái sau vụ việc công nhân tử vong trong đợt dịch. Vào thời điểm đó thì có 196 trong số 200 công nhân nhập cư ở trang trại đã có kết quả xét nghiệm dương tính với virus. Ba người đã phải nhập viện, trong đó thì có một người 55 tuổi cuối cùng đã chết vì virus. Anh ta đã bỏ lại bốn đứa con trai và quá phụ ở Mexico. Tất cả các cáo buộc chống lại chủ sở hữu bedo và công ty Scotland đã được bãi bỏ như là một phần của thỏa thuận nhân tội. Hội đồng trường Anh ngữ ở Montreal để trình thách thức pháp lý chống lại dự luật 96. Hội đồng trường Anh ngữ Montreal, viết tắt là EMSB, đã chính thức đưa ra một thách thức pháp lý đối với luật mới của chính phủ Quebec để củng cố và bảo vệ tiếng Pháp. Hội đồng trường Anh ngữ lớn nhất trong tỉnh đã đệ đơn kiện dài 47 trang vào thứ Sáu tuần trước sau khi bỏ phiếu ủng hộ hành động chống lại đạo luật, được gọi là dự luật 96. Đơn kiện nêu rõ, luật ngôn ngữ vi phạm hiến pháp Canada theo ít nhất 3 cách và luật can thiệp trực tiếp vào việc quản lý của các trường học tiếng Anh. Đạo luật mới được thông qua, nhận được sự đồng ý của Hoàng gia vào tuần trước, đã bị chỉ trích rộng rãi bởi các nhóm người nổi tiếng Tây Ban Nha, người nhập cư và người bản địa vì cho rằng nó quá rộng. Các trường hợp nhiệt độ quá cao sẽ được thêm vào hệ thống cảnh báo BC chính phủ bc đang triển khai hệ thống ứng phó và cảnh báo nhiệt bc để thông báo trực tiếp hơn cho công chúng về các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hôm thứ hai tỉnh đã thông báo rằng các trường hợp khẩn cấp về nắng nóng khắc nghiệt sẽ được thêm vào hệ thống alert ready của tỉnh hệ thống này được đưa ra các cảnh báo an toàn công cộng thông qua các đài truyền hình tv và đài phát thanh cũng như các thiết bị di động về lũ lụt cháy rừng sóng thần tiềm ẩn và amber tỉnh đã phải chịu áp lực rất lớn, phải hành động sau khi 595 người đã chết vì nắng nóng trong tỉnh trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 6 đến ngày 12 tháng 8 năm 2021. Hầu hết các trường hợp tử vong là những người từ 70 tuổi trở lên. Hai cấp độ cảnh báo sẽ được đưa ra thông qua hệ thống cảnh báo công cộng quốc gia, cảnh báo nhiệt và trường hợp khẩn cấp về nhiệt độ cực cao tỉnh cũng công bố một hướng dẫn mới về cách ứng phó với nắng nóng khắc nghiệt, khuyến khích mọi người xác định các khu vực mát mẻ trong và ngoài nhà của họ, chẳng hạn như trung tâm cộng đồng hoặc thư viện, tắm nước mát, uống nhiều nước và kiểm tra những người hàng xóm dễ bị tổn thương. Mưa lớn dông bão hướng đến Toronto Môi trường Canada đã ban hành một tuyên bố thời tiết đặc biệt cho Toronto và các khu vực xung quanh vì khả năng mưa đáng kể và dông bão kèm theo. Mưa sẽ bắt đầu vào đêm thứ hai và tiếp tục cho đến ít nhất là tối thứ ba, cơ quan này cho biết trong một thông cáo báo chí. Mưa rào và sấm sét dự kiến sẽ di chuyển khắp khu vực khi một mặt trận lạnh từ phía Tây tiếp cận. Lượng mưa dự kiến sẽ đạt từ tổng 25 đến 50 mm và có thể còn cao hơn ở những khu vực có dòng bão. Mưa sẽ ngừng rơi sớm nhất vào tối thứ ba sau đợt lạnh nói trên. Môi trường Canada cho biết có một số điều không chắc chắn về đường đi và thời gian của mặt trận lạnh, có thể ảnh hưởng đến thời gian chính xác và tổng lượng mưa. Các khu vực khác có tuyên bố thời tiết đặc biệt bao gồm các vùng Hamilton, Honiton và Peel, Niagara cũng như các vùng York và Durham. Nhiệt độ trung bình hiện tại ở GTA đang dao động dưới mốc 20 độ C. Những nhiệt độ đó dự kiến sẽ giảm vào đêm thứ ba xuống mức thấp nhất là khoảng 10 độ trước khi nhích lên trở lại vào thứ tư. cập nhật về tình hình Covid tại Canada, tính tới tối ngày 6 tháng 6, Canada báo cáo có thêm 1.871 ca Covid-19 mới vào ngày thứ hai và 710 ca vào ngày chủ nhật, nâng tổng số ca Covid-19 của Canada lên 3.883.584. Hiện nay có 301.775 ca còn bệnh và có thêm 19 ca tử vong được ghi nhận trong hai ngày qua. Tổng số ca tử vong là 41.264 cho đến nay. Đến nay đã có hơn 85,6 triệu mũi vắc xin được tiêm trên khắp Canada, trong đó có hơn 32,7 triệu người hay là hơn 85,5% dân số đã được tiêm ít nhất một liều và 82,1% dân số đã tiêm hai liều. Có hơn 48,9% dân số tương đương với 18,7 triệu người đã tiêm mũi thứ ba và 90% số người từ 5 tuổi trở lên đã tiêm một liều và 86,3% đã tiêm hai liều. Tại tỉnh Ontario đã báo cáo có 468 ca nhiễm mới vào ngày thứ hai cùng với một ca tử vong. Tại Quebec đã báo cáo có 368 ca bệnh mới và một ca tử vong. Yukon có thêm 6 ca bệnh mới kể từ lần cập nhật của tuần trước. NWT vừa mới báo cáo là có 24 ca bệnh mới trong tuần vừa rồi. Quý vị và các bạn đang theo dõi Bản tin Canada và Thế giới trên kênh Culture Channel. Mời quý vị đăng ký kênh và bật chuông thông báo để theo dõi các video tiếp theo. Sau đây là một số tin tức thế giới đáng chú ý. Đặc phái viên của Liên Hợp Quốc của Nga dẫn dữ và rời khỏi cuộc họp ở Ukraine vì tuyên bố của châu Âu. Thêm một tướng Nga bị giết ở miền đông của Ukraine. 9 người thiệt mạng trong 3 vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ vào 2 ngày cuối tuần thống đốc New York ra lệnh hạn chế súng mới sau những vụ xả súng hàng loạt. Mỹ loại bỏ Cuba, Venezuela khỏi hội nghị thượng đỉnh châu Âu. Tổng thống Mexico tẩy chay hội nghị. Paramount Pictures bị kiện vì vi phạm bản quyền liên quan tới phim bom tấn Top Gun Maverick. Tuần lễ làm việc 4 tuần trong một tuần lớn nhất thế giới chính thức được khởi động. Giới nghệ sĩ Ấn Độ phẫn nộ trước quảng cáo nước hoa xịt toàn thân bị cáo buộc là quảng bá nạn cưỡng hiếp. Việt Nam bắt giữ một công dân Đài Loan trong bối cảnh vi phạm an ninh ngân hàng. Nga cảnh báo truyền thông Mỹ ở Moscow rằng họ có nguy cơ bị mất sự công nhận trên nhiều phương diện. Hôm thứ hai, theo ba nguồn tin cho biết với Reuters rằng Nga đã cảnh báo các tổ chức tin tức của Mỹ rằng họ có nguy cơ bị tước sự công nhận trên nhiều phương diện trừ khi việc đối xử với các nhà báo Nga tại Mỹ được cải thiện bà maria zakharova người phát ngôn bộ ngoại giao nga hồi tuần trước đã thông báo rằng bà đã gọi điện cho người đứng đầu các cơ quan truyền thông mỹ để thông báo cho họ về các biện pháp nghiêm ngặt nhất nhằm đáp lại sự thù địch mà các đồng nghiệp nga của họ gặp phải ở mỹ tại cuộc họp hôm thứ hai bà zakharova đã nói ra những khó khăn đối với các nhà báo nga ở đó bao gồm việc gia hạn thị thực tài khoản ngân hàng bị phong tỏa và các cơ quan tình báo mỹ bị cáo buộc quấy rối theo đó bà zakharova đã cảnh báo các hãng tin rằng nếu các nhà báo nga không thể làm việc tự do ở mỹ thì các phóng viên của họ ở nga có nguy cơ phải đối mặt với những khó khăn tương tự với thị thực kiểm định phương tiện truyền thông và tài khoản ngân hàng. Bà Zakharova cũng nói thêm với các đại diện truyền thông Mỹ rằng, nếu mọi thứ không có gì thay đổi, thì các nhà báo của họ sẽ phải rời đi. Hãng thông tấn nhà nước RIA cho biết đại diện của The Wall Street Journal, CNN, Associated Press, NPR và Onhura TV đã tham dự cuộc họp người phát ngôn của các tổ chức truyền thông hoa kỳ như associated press cnn the washington post và the wall street journal đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận về cuộc họp trong khi một số tổ chức truyền thông phương tây đã rời nga những tổ chức khác bao gồm cả reuters vẫn ở lại nước này và tiếp tục đưa tin Đặc phái viên Liên Hợp Quốc của Nga giận dữ rời khỏi cuộc họp ở Ukraine vì tuyên bố của châu Âu. Khi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel phát biểu trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai, Đại sứ Liên Hợp Quốc Vasily Nibenzia của Nga đã xông ra khỏi cuộc họp khi hội đồng gồm 15 thành viên đã cáo buộc Moscow gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu bằng cuộc xâm lược Ukraine ông michel cũng đã cáo buộc quân đội nga về tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người đặc biệt trích dẫn các báo cáo về bạo lực tinh dục trọng tâm của cuộc họp hội đồng bảo an và mô tả đó là một chiến thuật tra tấn khủng bố và đàn áp trong tuyên bố của chính mình trước đó trong cuộc họp đại sứ nebencia đã bác bỏ dứt khoát bất kỳ cáo buộc bạo lực tình dục nào của binh sĩ Nga, đồng thời lên án những gì ông nói là dối trá. Khi rời phòng họp của Hội đồng Bảo an trong tuyên bố của Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Nibensia có vẻ giận dữ đã nói với Rooster rằng Tôi không thể ở lại vì những lời nói dối mà ông Charles Mitchell đã đến đây để phát tán. Cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga đã gây ra cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu với giá ngũ cốc, dầu ăn, nhiên liệu và phân bón tăng vọt. Nga và Ukraine chiếm gần 1/3 nguồn cung lúa mì toàn cầu, trong khi Nga cũng là nước xuất khẩu phân bón và Ukraine là nước xuất khẩu ngô và dầu hướng dương. Vào thứ tư này, Bộ trưởng Ngoại giao sẽ đến thăm thổ Nhĩ Kỳ để thảo luận về việc mở đường xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Mỹ giành được quyền bắt giữ máy bay hạng sang của nhà tài phiệt Nga. Một tòa án Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã ban hình lệnh bắt giữ hai máy bay hạng sang thuộc sở hữu của tỷ phú người Nga Roman Abramovich theo các biện pháp của Hoa Kỳ áp đặt sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, khả năng chính phủ Mỹ giành được quyền kiểm soát hai chiếc máy bay trị giá gần 400 triệu đô la Mỹ là không chắc chắn một thẩm phán liên bang ở Manhattan đã ban hành lệnh này với lý do các chuyến bay gần đây đã vi phạm các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Hoa Kỳ được áp đặt sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng 2. Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã đệ trình các cáo buộc hành chính liên quan đối với ông Abramovich vì những chiếc máy bay này do mỹ sản xuất và các chuyến bay diễn ra sau khi các hạn chế xuất khẩu có hiệu lực nên ông abramovich một công dân nga sẽ cần có giấy phép của bộ thương mại để điều khiển chúng đến nga không có giấy phép nào được yêu cầu nhưng một quan chức quản lý nói với các phóng viên rằng chính sách của bộ thương mại là từ chối những yêu cầu như vậy theo đó, bộ này có thể tìm cách phạt ông Abramovich tới 328.121 đô la Mỹ cho mỗi chuyến bay không có giấy phép hoặc gần 1 triệu đô cho ba chuyến bay cùng các hình phạt khác. Nhà tài phiệt Abramovich, người đã giúp dàn xếp các cuộc đàm phán giữa Moscow và Kiev trong những ngày đầu của cuộc chiến, đã không bị Hoa Kỳ trừng phạt. Cho đến nay, ông chủ cũ của câu lạc bộ bóng đá Chelsea đã bị Liên minh châu Âu và Anh trừng phạt. thêm một tướng Nga bị giết ở miền Đông Ukraine. Theo phóng viên của truyền hình nhà nước Nga Alexander Slavkoff đăng tải trên ứng dụng nhắn tin Telegram cho biết, thêm một tướng Nga đã bị giết ở miền Đông của Ukraine, làm tăng thêm chuỗi thương vong của quân đội cấp cao mà Moscow phải gánh chịu. Báo cáo không cho biết thiếu tướng Roman Kutuzov bị giết khi nào và ở đâu, Bộ Quốc phòng Nga đã không lập tức đưa ra bình luận. Cho đến nay, Nga đã xếp các trường hợp tử vong trong quân đội là bí mật quốc gia, ngay cả trong thời binh và không cập nhật số liệu thương vong chính thức của họ ở Ukraine kể từ ngày 25 tháng 3. Thời điểm khi mà họ nói rằng có 1.351 binh sĩ Nga đã thiệt mạng kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào ngày 24 tháng 2. Bộ Quốc phòng Anh hôm thứ Hai cho biết Nga dường như đã chịu tổn thất đáng kể về số lượng các sĩ quan cấp trung và cấp dưới trong cuộc chiến ở Ukraine. Một số các diễn biến khác liên quan tới cuộc giao tranh giữa Nga và Ukraine. Lực lượng Nga nhắm mục tiêu về vùng Zaporizhia, Tổng thống Ukraine ông Zelensky hôm thứ Hai cho biết người Nga đang tấn công vào thành phố Zaporizhia là miền đông nam của nước này và đồng thời gọi cuộc tấn công của lực lượng Nga vào khu vực có 1,6 triệu dân là tình huống đe dọa nhất ở đó. Việc chiếm được Zaporizhia và môi trường xung quanh có thể giúp cho lực lượng Nga tiến gần hơn tới trung tâm của Ukraine. Nga đã chiếm giữ các thành phố lớn như là Kherson và Mariupol ở phía Nam và tham gia vào trận chiến khốc liệt giành lấy Severodonetsk ở phía Đông. Ngoại trưởng Nga không thể tới thăm Serbia sau khi các nước láng giềng đóng cửa không phận. Serbia và Nga đã xác nhận rằng chuyến thăm theo dự kiến của Ngoại trưởng Nga sẽ không diễn ra sau khi các nước láng giềng của Serbia như là Bulgaria, Bắc Macedonia và Montenegro đã từ chối cho phép máy bay của ông bay qua không phận của họ trên đường tới Serbia. Trong khi chính thức tìm kiếm tư cách là thành viên Liên minh châu Âu, Serbia vẫn duy trì quan hệ hữu nghị với Nga và từ chối các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Moscow. Người Nga liên tục tấn công trong trận chiến giành thành phố Donbass quan trọng. Ông Petro Kuzik là chỉ huy của Ukraine trong việc dẫn đầu nỗ lực giành lấy thành phố quan trọng Severodonetsk từ quân đội của Nga cho biết các trận chiến đường phố khốc liệt đang diễn ra và thành phố đang bị tàn phá. Ông Kuzik nói, đối phương chiếm ưu thế ở một mức độ nhất định về pháo binh, số lượng xe tăng và có thể về nhân sự và đang tích cực sử dụng lợi thế này. Họ liên tục tấn công, pháo kích, phá hủy các ngôi nhà và công sự của chúng tôi. Nga tuyên bố chúng tôi sẽ chiếm giữ lãnh thổ của Ukraine nhiều hơn nếu mà phương Tây cung cấp tên lửa tầm xa. Nga đang tập trung sức mạnh quân sự vào khu vực Donbass ở phía đông của Ukraine. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao của Nga, ông Sergei Lavrov, cho biết tại một cuộc họp trực tuyến hôm thứ Hai rằng Nga sẽ tiến sâu hơn vào Ukraine để cho các tên lửa tầm xa hơn do phương Tây cung cấp không thể tiếp cận các thành phố của nước này. Sinh viên tốt nghiệp biểu diễn điệu van tạm biệt trước đóng đổ nát của trường học Các sinh viên tốt nghiệp đã đi dạo trước đóng đổ nát của trường trung học của họ ở Kharkiv, làm sống lại một truyền thống bị đình trệ về chiến tranh. Tại các trường học ở Ukraine, theo truyền thống thì lớp tốt nghiệp sẽ nhảy điệu Vans trước toàn trường khi học sinh nghe thấy tiếng chuông được rung lên lần cuối. Ngôi trường là nơi diễn ra các cuộc giao tranh ác liệt vào tháng 2 giữa lực lượng Nga và quân đội Ukraine. Có thời điểm 30 binh sĩ Nga đã chiếm đóng ngôi trường này cho đến khi họ bị quân đội Ukraine đánh đuổi. Lý giải về một phi công 15 tuổi người Ukraine đã giúp phá hủy một đoàn xe của Nga bằng máy bay không người lái. Khi quân đội Nga tiến vào Kiev vào cuối tháng 2, lực lượng phòng vệ Ukraine đã điều động một máy bay không người lái để xác định chính xác một đội hình phương tiện quân sự đang tiếp cận thủ đô từ phía Tây. Người dân thường nhận nhiệm vụ này đã gửi máy bay không người lái của mình lên cánh đồng gần với nhà và tìm thấy đoàn xe của Nga. Pháo binh Ukraine sau đó đã phá hủy lực lượng đó và người điều khiển máy bay không người lái lặng lẽ được chào đón như là một người hùng. Và anh ta chỉ mới 15 tuổi. Trong một phỏng vấn với Global News, Andrew Pokrasa đã thừa nhận rằng cậu ta là đứa trẻ đã giúp ngăn chặn cuộc xâm lược của Nga vào thủ đô Kiev. Sự việc cũng đã được xác nhận bởi cha mẹ của Pokrasa cùng với người đứng đầu liên đoàn sở hữu máy bay không người lái Ukraine và một chỉ huy cho một bộ phận trinh sát không người lái của lực lượng quân đội. Prokosa cho biết trải nghiệm này rất rất đáng sợ nhưng mà cậu không muốn lính Nga tràn qua thị trấn của mình. Global News đã không công bố tên của thị trấn của Prokosa vì lý do bảo mật. Theo đó thì Prokosa đã kể lại rằng lực lượng dân sự đã tiếp cận cậu vì họ cần tòa đầu GPS của đội hình đoàn xe của Nga để có thể nhắm mục tiêu máy bay không người lái của người tiêu dùng đã trở thành một công cụ quan trọng trong cuộc chiến ở Ukraine. Hàng trăm người điều khiển máy bay không người lái dân sự đã và đang ghi lại mọi thứ từ hoạt động chuyển quân của Nga cho đến bằng chứng tội ác chiến tranh. Chính người thiệt mạng trong ba vụ xả súng hàng loạt trên khắp nước Mỹ vào hai ngày cuối tuần vừa qua. Sau ba vụ xả súng đã khiến cho nước Mỹ rung chuyển, thì vào ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật vừa qua đã có thêm ba vụ xả súng khác xảy ra ở ba thành phố khác nhau tại Mỹ, khiến cho tổng cộng 9 người thiệt mạng và 20 người bị thương. Tại Philadelphia, một cuộc đối đầu giữa hai người đàn ông đã leo thang thành một cuộc đấu súng, khiến cho một khu nhà và quán bar đông đúc người bị trúng đạn lạc. Vụ việc ở thành phố này đã khiến cho 3 người thiệt mạng, 12 người bị thương và gây ra tình trạng hoảng loạn khi mà mọi người cố gắng tháo chạy. Cảnh sát tin rằng hai người đàn ông đã đánh nhau và bắt đầu chĩa súng bắt vào nhau. Một người trong số họ đã thiệt mạng. Tay súng còn lại đã bỏ súng xuống khi trúng đạn của cảnh sát, nhưng mà hắn ta đã trốn thoát qua đám đông. Một sự việc tương tự xảy ra đêm thứ Bảy. Đó là một vụ xả súng khác xảy ra ở gần với một quán bar tại Chattanooga, tiểu bang Tennessee, khiến cho ba người thiệt mạng và 14 người bị thương. Chính quyền cho biết vụ việc là do nhiều kẻ xả súng gây ra. Trong số ba người thiệt mạng, thì có hai người chết do súng và một người thì bị xe tông trong lúc đang bỏ chạy. Vào đầu ngày Chủ nhật tại Sakina, Michigan, thêm ba người thiệt mạng và hai người khác bị thương. Không giống như hai trường hợp kể trên, tất cả năm người trong vụ xả súng tại đây đều liên quan tới vụ việc. Tính đến tối ngày Chủ nhật, không có nghi phạm nào đã bị bắt giữ trong bất kỳ vụ xả súng nào. Bạo lực xảy ra khi cộng đồng ở ba thành phố khác nhau vẫn còn đau buồn về vụ xả súng khiến cho 10 người thiệt mạng tại một nhà hàng tiện ích ở Buffalo, New York. 21 nạn nhân tại trường tiểu học ở Uvalde, Texas và 4 người thiệt mạng tại một tòa nhà y tế ở Tulsa, Oklahoma. Tổ chức lưu trữ bạo lực vịt súng cho biết tính tới thời điểm hiện tại trong năm, Mỹ đã có ít nhất 240 vụ xả súng hàng loạt. Những người ủng hộ an toàn súng đang thúc đẩy chính phủ Mỹ hãy thực hiện các biện pháp mạnh mẽ hơn để kiềm chế bạo lực súng đạn. Thống đốc New York ra lệnh hạn chế súng mới sau những vụ xả súng hàng loạt. Thống đốc New York Kathy Hochul hôm thứ Hai đã ký một gói 10 dự luật kiểm soát súng thành luật, đặt ra các giới hạn mới đối với việc mua vũ khí kiểu tấn công và áo giáp chống đạn cùng các biện pháp khác. Đạo luật được cơ quan lập pháp của tiểu bang thông qua hôm thứ Năm đã nâng độ tuổi bắt buộc từ 18 lên 21 tuổi để mua hoặc sở hữu súng trường bản tự động. New York cũng đã yêu cầu mọi người phải 21 tuổi trở lên mới được sở hữu một khẩu súng ngắn. Dự luật đã được thống đốc đảng Dân Chủ ký sau khi vào tháng trước, 10 người đã thiệt mạng tại một siêu thị ở thành phố Buffalo, miền Tây New York bởi một khẩu súng trường bán tự động, Vài ngày sau đó là thảm sát tại một trường tiểu học ở Uval, Texas khiến 21 người thiệt mạng. Một luật khác được ký bởi thống đốc Hochul là luật hạn chế việc mua áo chống đạn và áo giáp cho các cơ quan thực thi pháp luật hoặc các ngành nghề liên quan. Nguyên nhân là do tay súng ở Buffalo đã mặc áo giáp trong suốt thời gian hắn ta hành động và đã chia sẻ ý định đó của mình trên mạng xã hội trước khi xảy ra vụ thảm sát. Ngoài ra, luật này cũng yêu cầu các công ty truyền thông xã hội hoạt động tại New York phải áp dụng các chính sách minh bạch về cách họ phản ứng với ngôn từ kích động thù địch trên nền tảng của họ. Mỹ loại bỏ Cuba, Venezuela khỏi hội nghị thượng đỉnh châu Mỹ, tổng thống Mexico tẩy chay hội nghị. Hôm thứ hai, nhà trắng đã loại bỏ Cuba Venezuela và Nicaragua ra khỏi hội nghị thượng đỉnh châu mỹ do mỹ tổ chức trong tuần này khiến tổng thống mexico đưa ra lời đe dọa bỏ qua sự kiện này vì tất cả các nước ở tây bán cầu đã không được mời sự tẩy chay của tổng thống mexico Andrés Manuel López Obrador và một số nhà lãnh đạo khác có thể làm giảm mức độ liên quan của hội nghị thượng đỉnh ở Los Angeles, nơi Mỹ đang hướng đến việc giải quyết các vấn đề di cư và kinh tế trong khu vực. Tuy nhiên, ông Lopez Obrador đã nói với các phóng viên trong một cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ hai rằng, ngoại trưởng Mexico sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh thay thế ông. Tổng thống Mexico cho biết ông sẽ gặp Tổng thống Biden tại Washington vào tháng tới, điều mà Nhà Trắng đã xác nhận. Một quan chức cấp cao của chính quyền Tổng thống Biden hôm thứ Hai cho biết quyết định loại bỏ Cuba, Venezuela và Nicaragua đã được đưa ra sau nhiều tuần cân nhắc cẩn thận cũng như do lo ngại về tình hình nhân quyền và thiếu dân chủ ở ba quốc gia trong một tuyên bố chỉ trích hôm thứ hai cuba đã gọi quyết định này là phân biệt đối xử và không thể chấp nhận được đồng thời cho rằng mỹ đã đánh giá thấp sự ủng hộ trong khu vực đối với quốc đảo này hầu hết các nhà lãnh đạo đã báo hiệu rằng họ sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh châu mỹ nhưng sự phản đối của các chính phủ cánh tả cho thấy nhiều người ở khu vực mỹ latin không còn sẵn sàng đi theo sự dẫn dắt của washington như trong quá khứ xác chết của 30 con chó và mèo được tìm thấy bên trong ngôi nhà của CEO cứu hộ động vật tại South Carolina. Caroline Don Pennington, 47 tuổi, là giám đốc điều hành của một tổ chức cứu hộ động vật phi lợi nhuận ở South Carolina, đã bị buộc tội đối xử tệ đối với động vật sau khi các nhà điều tra tìm thấy xác của 30 con vật đang phân hủy trong nhà của cô ta. Các cấp phó của Sở Cảnh sát trưởng tại hạt Richland nói với các hãng truyền thông rằng họ đã trả lời một cuộc gọi vào ngày 22 tháng 5 sau khi có người nào đó đã báo cáo là có mùi của xác chết bốc ra từ nhà của Pennington ở Columbia. Theo NBC đưa tin, thì tổng cộng có 30 con vật đã chết và được tìm thấy trong các trạng thái phân hủy khác nhau. Chúng bao gồm 28 con chó và hai con mèo. Pennington là giám đốc điều hành của Growl, là một tổ chức cứu hộ động vật ngoài vai trò tại Crowell, Pennington còn được làm việc tại Hiệp hội Nhân đạo tại quận Kershaw. Paramount Pictures bị kiện vì vi phạm bản quyền liên quan tới bom tấn Top Gun Maverick. Gia đình của tác giả bài báo truyền cảm hứng cho bộ phim Top Gun bản gốc năm 1986 đăng kiện hãng phim Paramount Pictures vì vi phạm bản quyền. Sau đó thì gia đình này tuyên bố rằng hãng phim đã không có bán quyền đối với bài báo Top Gun năm 1983 của ông Ehud Yoni. Shosh Yoni và Yuvo Yoni, những người sống ở Israel, lần lượt là quá phụ vào con trai của ông Ehud. Tuyên bố rằng họ đã gửi thông báo cho Paramount Pictures vào tháng Giêng năm 2018 rằng họ sẽ đòi bán quyền vào tháng Giêng của năm 2020, theo đơn khiếu nại gửi lên Tòa án Liên bang Los Angeles. Nhà Johnny đã cáo buộc rằng bom tấn Top Gun Maverick đã không hoàn thành quá trình sản xuất vào năm 2019, thời điểm trước khi chuyển nhượng bản quyền mà là vào tháng 5 của năm 2021. Bom tấn Top Gun Maverick đã bắt đầu bấm máy vào tháng 5 năm 2018, ban đầu dự kiến phát hành vào năm 2019 nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần do đại dịch. Vũ kiện của nhà Johnny nhằm tìm kiếm những thiệt hại không xác định bao gồm một số lợi nhuận từ bom tấn Top Gun Maverick và chẳng hãng phim Paramount Pictures phân phối bộ phim hoặc là các phần tiếp theo khác. Phim bom tấn Top Gun Maverick là bộ phim đạt doanh thu phòng vé lớn nhất năm nay, thu về 291 triệu Mỹ Kim ở Bắc Mỹ và 548,6 triệu Mỹ Kim trên toàn cầu trong 10 ngày đầu công chiếu. Tuần lễ làm việc 4 ngày trong một tuần lớn nhất thế giới chính thức được khởi động. Kể từ thứ hai, hàng ngàn công nhân ở vương quốc Anh đã bắt đầu thử nghiệm một tuần làm việc chỉ 4 ngày mà không bị cắt lương. Cuộc thử nghiệm lớn nhất thuộc thể loại này sẽ kéo dài trong 6 tháng với sự tham gia của 3.300 nhân viên làm việc tại 70 công ty từ các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cho tới một nhà hàng cá và khoai tây chiên trong thời gian diễn ra chương trình này thì người lao động sẽ nhận được 100% tiền lương nếu mà họ chỉ làm việc 80% so với tuần thông thường. Đổi lại thì những nhân viên này phải cam kết duy trì 100% năng suất làm việc của họ. Chương trình đang được điều hành bởi tổ chức tư vấn phi lợi nhuận 4-Day Week Global Autonomy và 4-Day Week Campaign ở Vương quốc Anh với sự hợp tác của các nhà nghiên cứu từ Đại học Cambridge và Đại học Oxford và Trường Cao đẳng Boston những lời kêu gọi rút ngắn tuần làm việc đã thu hút sự chú ý trong những năm gần đây ở một số quốc gia khi mà hàng triệu nhân viên chuyển sang làm việc từ xa trong thời kỳ đại dịch với lợi ích cắt giảm thời gian và chi phí đi làm những lời kêu gọi về sự linh hoạt hơn chỉ ngày càng gia tăng giới nghệ sĩ ấn độ phẫn nộ trước quảng cáo nước hoa xịt toàn thân bị cáo buộc quảng bá nạn khủng hiếp. Hoa hậu thế giới năm 2000 Priyanka Chopra và một số nhân vật nổi tiếng có ảnh hưởng khác ở Bollywood đã lên tiếng chỉ trích một quảng cáo truyền hình của Ấn Độ bị cáo buộc là nhằm cổ suý cho hành vi hiếp dâm tập thể. Quảng cáo bị chỉ trích đó là của Lea Short, một nhãn hiệu nước hoa nam trong quảng cáo một nhóm bốn người đàn ông xuất hiện và đang rình rập một phụ nữ đơn độc trong một cửa hàng khi người phụ nữ cúi xuống để bỏ thứ gì đó vào giỏ hàng của mình một trong bốn người đàn ông trong quảng cáo đã nói chúng ta có bốn người ở đây thì chỉ có một vậy ai sẽ là người có được chỉ khi người phụ nữ có vẻ sợ hãi quay người lại thì người xem mới thấy rõ bốn người đàn ông đang nói về loại nước xịt thơm toàn thân trong đó chỉ còn lại một chai duy nhất trên chiếc kệ phía sau cô gái. Sau đó, một trong những người đàn ông trong quảng cáo đã lấy chai nước hoa trên kệ và xịt nước hoa lên cổ anh ta. Trong vòng 24 giờ sau khi quảng cáo được phát hành, sự phẫn nộ đã bùng lên trên phương tiện truyền thông xã hội và quảng cáo này cũng đã bị xóa. Bộ Thông tin và Phát thanh truyền hình Ấn Độ cũng đã yêu cầu Twitter và YouTube gỡ bỏ quảng cáo. Nhiều người nổi tiếng trên mạng xã hội cho rằng quảng cáo không phải là một tai nạn bởi việc tạo ra một quảng cáo đòi hỏi thương hiệu phải trải qua nhiều giai đoạn ra quyết định. Nhiều người thậm chí còn chỉ ra rằng quảng cáo đã xuất hiện vào thời điểm đặc biệt khủng khiếp ở Ấn Độ khiến nó càng trở nên thiếu tế nhị. Hồi tháng 5 vừa qua, một cô gái 17 tuổi đã bị bốn người đàn ông ở thành phố Hyderabad miền Nam Ấn Độ cưỡng hiếp. Theo báo cáo, khi cô gái tuổi teen này đang cố gắng khai báo vụ hiếp dâm, cô được cho là đã bị một sĩ quan cảnh sát cưỡng hiếp một lần nữa. Theo Statista, một công ty của Đức chuyên về thị trường và dữ liệu người tiêu dùng, số vụ cưỡng hiếp được báo cáo ở Ấn Độ là hơn 28.000 vụ vào năm 2020, mặc dù nhiều vụ khác được cho là chưa được báo cáo. Việt Nam bắt giữ một công nhân Đài Loan trong bối cảnh vi phạm an ninh ngân hàng. Theo cơ quan chức năng của Việt Nam cho biết, cảnh sát Việt Nam đã bắt giữ một công dân Đài Loan trong bối cảnh điều tra về một vụ vi phạm an ninh mạng trong hệ thống ngân hàng của nước này. Một số nhóm nước ngoài đã tấn công và xâm nhập vào hệ thống các ngân hàng thương mại lớn của Việt Nam để lấy cắp tiền của khách hàng, cơ quan cho biết trong một tuyên bố vào cuối tuần tuyên bố cho biết thêm rằng các nhóm này đã quét các lỗ hỏng bảo mật và truy cập bất hợp pháp vào máy chủ của các ngân hàng. Các nhà chức trách đã không nêu rõ tên của các ngân hàng bị ảnh hưởng hoặc số tiền bị đánh cắp. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Trung ương của đất nước đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Rooster. Các cuộc điều tra vẫn đang được tiến hành, cơ quan cho biết và không cung cấp thêm thông tin chi tiết về người bị bắt hoặc các nhóm bị nghi ngờ đứng sau vụ tấn công. Sau đây chúng tôi xin cập nhật nhanh về tỷ do hối đoái. Hôm nay một gia kim bằng 0,7959 mỹ kim và bằng 0,7437 euro. Một gia kim bằng 18.469 đồng Việt Nam và một mỹ kim bằng 23.000. 217 đồng Việt Nam. Giá dầu thô WTI là 119,3 Mỹ kim một thùng và giá dầu thô Brent là 120,3 Mỹ kim một thùng. Giá vàng là 1840,17 Mỹ kim một ounce. Quý vị vừa theo dõi xong bản tin sáng nay do tạp chí Culture Magazine thực hiện. Để ủng hộ cho chương trình của chúng tôi, thì xin quý vị nhớ bấm like, comment và share trên mạng xã hội để giúp phổ biến chương trình này đến nhiều người hơn nếu mà quý vị chưa đăng ký thì xin quý vị hãy nhớ đăng ký kênh bằng nút subscribe và bấm chuông kế bên để nhận được thông báo về các bản tin mới tuấn liêm xin kính chúc quý vị và các bạn nhiều sức khỏe và an lành xin chân thành cảm ơn và kính chào tạm biệt